Học đại học là một quá trình đầu tư về cả thời gian và tiền bạc. Bởi vậy, nhiều sinh viên khi chọn ngành nghề luôn mong muốn có được đầu ra đảm bảo với công việc và mức lương xứng đáng với sự đầu tư ban đầu. Và tài chính doanh nghiệp là một chuyên ngành được nhiều người quan tâm lựa chọn vì nhiều lý do. Em thấy là ngành tài chính doanh nghiệp là một môi trường rất là năng động. Em có thể vừa có được kiến thức chuyên môn, cũng vừa có những các kỹ năng mềm để sau này có thể phát triển sự nghiệp của mình. Em thấy mức lương dao động cho fresher, người mới ra trường thì em thấy khá là ổn, nó trong dao động ở khoảng từ 8 đến 10 triệu. Lý do đầu tiên mà em chọn ngành này thì đầu tiên là bởi vì sở thích. Em cảm thấy em thích những cái gì mà liên quan đến thiên về tính toán, nên là em chọn tài chính. Về cơ hội việc làm, em thấy là vừa có thể làm nhà nước, vừa có thể làm ngoài. Cơ hội về ngành tài chính mà nói chung và kế toán nói riêng thì cũng rất là nhiều. Theo các chuyên gia, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp rất tích cực và mức lương khởi điểm xứng đáng. Để theo học chuyên ngành này, người học nên trau dồi và lĩnh hội đa dạng tri thức. Trong xu hướng hội nhập hiện nay thì cái việc tham gia các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất là nhiều. Chính vì vậy mà sinh viên cần có kỹ năng về mặt ngoại ngữ và tin học. Các em cần có sự năng động, đổi mới, sáng tạo và làm chủ kiến thức để có thể tư vấn một cách hiệu quả. Về vị trí việc làm thì làm việc chủ yếu ở khu vực các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì có thể làm ở các cái đơn vị như là tư vấn về đầu tư chứng khoán, tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm. Thế thì về cơ hội việc làm các bạn rất là rộng mở. Theo thống kê của chúng tôi thì mức lương của các bạn sinh viên mới ra trường dao động ở khoảng độ từ 8 đến 12 triệu cho những sinh viên ở giai đoạn năm đầu. Đấy. Còn sau này thì triển vọng nghề nghiệp của các bạn rất là tốt, bởi vì theo như thống kê của các cái tổ chức tư vấn về tài chính hiện nay như ở ngoài Hà Nội thì lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thì đang có mức dao động từ 5 đến 8 nghìn đô la trong một tháng. Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía nhà trường, yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại sau khi tốt nghiệp là bản thân mỗi cá nhân. Sinh viên cần chủ động, tích cực học hỏi và làm mới bản thân, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để sẵn sàng bước vào thị trường lao động.